Xin chào quý vị các bạn, đây là phong cảnh đầm sen các bạn ơi. Phong cảnh đầm sen, hoa sen đang nở rộ các bạn nhá. Xa xa kia là một cái núi đá các bạn ơi, đấy có tên là núi Vọ đấy. Các bạn nhìn chưa? Đầm sen rộng bạt ngàn, hoa sen. Hoa sen này có hai loại hoa sen các bạn nhá. Đây là đầm hoa sen trắng, tôi đang quay đây. Hoa sen trắng đây các bạn ơi, kia là hoa sen đỏ, có hai giống sen. Cái lối tôi đi là một con đường mòn, hai bên là hai đầm sen các bạn nhá. Đây là phong cảnh đầm sen rất đẹp. Mùa bây giờ là tháng 5 âm lịch các bạn ạ, đúng mùa hoa sen nở rộ đầu mùa hè. Hoa sen này được ví như là một loài hoa thiêng liêng của Việt Nam chúng ta các bạn nhá. Hoa sen này rất cao quý, hương sen rất thơm. Cây sen này thì còn có rất nhiều tác dụng phục vụ cho con người chúng ta, củ sen ăn được, ngó sen ăn được các bạn nha. Hoa sen, rồi bắp sen, hạt sen, tất cả cây sen này là đều sử dụng được hết. Tôi đang quay phong cảnh đầm sen rộng mênh mông bạt ngàn đấy các bạn ơi. Kia tôi đang đến gần kia là một cái đầm sen, hoa sen trắng. Người dân đang thu hoạch đi bán này nha. Đây là đầm sen do người dân người ta trồng đấy các bạn ạ, không phải tự nhiên mà có đâu. Đây bên này cũng thế này, đã nhìn chưa? Bên này cũng là đầm sen này. Đấy, bên này là đầm sen đỏ, hoa sen đỏ. Còn đây là hoa sen trắng các bạn nhìn chưa? Đấy, bông trắng tinh, có hai giống sen nhá. Đây là đầm hoa sen gần sông Văn Úc các bạn ạ. Phong cảnh rất đẹp, tôi là chuyên review và quay phong cảnh Việt. Và biết những cái gì tác dụng về của loài hoa thì tôi nói sơ qua thôi, chứ tôi không nói sâu về các cái tác dụng của hoa sen. Chỉ biết là cây sen này có rất nhiều tác dụng. Củ sen, ngó sen, lá sen, hoa sen, bắp sen là đều sử dụng được hết các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn chưa, đầm hoa sen trắng này rộng bạt ngàn mênh mông. Đấy. Thôi thân ái chào các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Video tôi quay phong cảnh chỉ tầm 2-3 phút thôi. Đây là khu dân cư, đằng sau là khu dân cư vùng ven đô Hải Phòng thuộc quận Kiến An các bạn nhá. Đây là thuộc quận Kiến An đấy. Đấy. Xung quanh không gian rất là rộng lớn, yên tĩnh các bạn nhìn chưa? Quang cảnh rất đẹp. Thẳng lối này ra là ra bờ sông sông Vọ các bạn nhá, sông nước ngọt. Quê hương tôi đây. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video. Thân ái chào các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha.